Gì vậy Kiệt? Dế đâu? 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 Đây, các bạn ơi, bạn Kiệt đang bắt dế. Đâu? 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 Wow! Trời ơi, một con dế. Quá dế gái quá trời luôn bạn Kiệt ơi. Kêu Aesol với bạn Bin qua bắt dế đi. Trời, Aesol với Bin làm gì vậy? Hết xài hả? Cho anh trái đi. Wow, các bạn ơi, bạn Bin với bạn Aesol đang hái xài nghe. Rồi, nước mạnh lên, mạnh lên. Hái mạnh lên. Rồi, trời ơi, cái xài đã quá. Rồi, đi bắt dế nè. Đây, đi qua bằng kịp bắt dế nè. Rồi, đi về lấy cái xô bỏ vô bắt dế nha. Đâu? Xảy ra hả? Rồi, rớt. Con dế mất tiêu rồi. Nó chạy vô hang rồi. Rồi, mất tiêu luôn rồi. Rồi, về bắt con khác nha. Rồi, đốt dế thôi. Rồi, cầm xô đi bắt dế. Em đi, cầm đi, bạn đi. Rồi, dế đâu gái quá trời vậy? Rồi, dế đâu mà gái quá trời vậy? Đâu dế đâu rồi, bắt dế. Đâu? Đâu, bạn kia bắt luôn một con hả? Bạn Bin có bắt được con nào không? Wow, bạn Bin hay dữ, bắt được con dế màu xanh luôn. Sao chứ bắt được con nào hết kìa, mày nói xong rồi bắt. Wow, bắt được con luôn hả? Rồi, dế quá trời luôn kìa. Rồi, chụp, chụp Bin ơi. Đây có con dế màu đỏ nè Bin ơi. Nè, 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 dế màu đỏ nè. Đâu, còn đâu nữa không? Con dế gì đạo quá các bạn ơi. Rồi, một dế màu đỏ rồi nè. Wow, bạn Sòn bắt được con gì hả? Đâu? Quà wow. Một con dế trời xì luôn rồi. Dế này có màu của bạn ơi. Trời ơi. Con nước kia. Ê, rớt rồi, rớt rồi. Kìa kìa kìa, dế quá. Ôi, dế màu xanh này Bin ơi. Trời, dế màu xanh lá cây này Bin. Con thấy không? Quà quà. Đây, một con màu xanh lá cây nữa. Trời ơi. Trời ơi, Bin ơi, con dế dính vào nách con rồi nè. Trời ơi, màu xanh lá cây nè. Trời ơi, nè nè Bin, trời ơi, dế đâu rồi, sau lưng con kìa. Đây nè, 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 nè. Rồi, bắt vô. Rồi, bỏ xô đi. Chạy dữ hả? Rồi, bỏ vô. Rồi, còn nữa không? Đi tìm thử coi, đi tìm nữa coi còn không. Wow, con gì vậy? Đâu? Màu gì vậy? Ủa, con dế trên mừng à. Rồi, 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 bỏ vô xô. Ở con dế trên mừng à. Đâu? Rồi. Dế nằm trên áo bạn Kiệt kìa, bạn Aesol chụp. Trời ơi, dế đó bò ngừ ghê chứ hả? Bin có bắt được con nào chưa? Đây hai con dế nè các bạn ơi, mấy này là dế chó nha. Rồi bắt quách rồi dế luôn rồi. Rồi đi tìm nữa nghe. Wow, trời, dế bò trên đây quá trời luôn nè. Ôi trời. Trời ơi. Đây nè Bin, đây là con dế con này Bin. Đây nè, 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 có con dế con này. Nè. Ờ, chụp vô lẹ lên. Đây ngủ rồi đó. Nè, nó ngủ nè. Nè, nè, nè. Ừ rồi, bỏ vô xô nghe. Đâu bạn Aesol bắt được con dế màu gì vậy? Dế màu đỏ. Trời ơi các bạn ơi, một dế màu đỏ nè. Wow, wow, dế bò tay luôn rồi hả? Trời ơi, bỏ xô. Chụp vô nó chạy giờ đó. Trời ơi. Rồi, chạy mất tiêu luôn rồi, chụp vô, đúng rồi. Rồi, bỏ vô xô nha. Rồi, bỏ xô nè. Đây, đây. Đây, đây bỏ vô xô đi, dế đâu? Dế con đâu? Rồi bỏ vô nghe. Ghê quá. Rồi đi tìm nữa nghe. Ăn bây giờ mình đi kiếm dế nó nghe, bây giờ coi dế nó gái đâu ạ? À? Đâu đâu đâu. Wow. Rồi các bạn ở bên kia dế quá, gái quá trời luôn. Bây giờ kiếm mấy cái hang đi, mấy cái hang nhiều dế lắm á. Coi trong mấy cái hang á có dế không? Đâu đâu, đi tìm coi. Có không? Đâu dế đâu? Wow. Trời Sòn ơi, dế bên đây nè Sòn ơi. Trời ơi, Bin tìm được nguyên hang dế luôn nè. Wow, nguyên cái hang dế luôn kìa. Quá trời luôn. Rồi đào đất ra. Đâu? Bin bắt cũng bắt được một con rồi hả? Ê các bạn, một con dế nè các bạn. Wow, một con dế màu xanh luôn. Ê, con dế các bạn. Một con dế con nè, dế cơm á. Còn nữa không? Wow, nó chui vô hang kìa. Ê đây, trên đây này bạn nó Sòn kia kìa. Có con chui vô hang rồi kìa. Mới ra luôn. Ở đó. Đó, quả wow, hai ba con luôn kìa. Ui. Quả wow, hai con luôn. Rồi bắt ra Bin. Wow, Bin mất được một con rồi. Còn con nữa kìa, còn con nữa kìa.
Ủa đây một giấy màu đỏ kìa. Trời ơi, đây một giấy trống màu đỏ. Mày kìa, bắt giấy trống màu đỏ luôn. Còn còn nữa, mày biết cái này á, rồi mục tiêu á. Mày biết, đâu, đâu, đâu. Kìa. Wow. Còn không, còn không? Mày kêu chung mấy lần nữa à. Ở bên đây nè nè, một con cái như giấy màu vàng đây nè nè, chụp 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 để lên chụp chụp đâu đó chụp rồi bỏ vô xô đi. Ôi rồi. Rồi bỏ vô xô đi. Trời, các bạn bắt được một xô dế rồi. Dế mà đó. Rồi đi tìm tiếp cái còn nữa không nghe. Rồi dế gái bên kia dữ hả? Ủi Bin ơi, sò nơi kiệt ơi, con dế nó nằm trên đây nè, chạy lên lẹ lên. Nè con dế nó nằm trên miếng này nè. Ôi, bắt từ từ nha. Ôi. Trời, 4-5 con luôn. Rồi có dế màu trắng nữa hả? À. Đâu đâu đâu. Trời, các bạn một dế màu trắng nè. Màu đỏ nè. Một dế con luôn. Quá dế bự dữ hả? Đây dế trống á. Thôi chụp, chụp lẻ vô nó chạy giờ á. Wow, dế chạy nhanh dữ hả? Còn một con trên trên cái tấm kìa. Đó, rồi chụp cho Bin rồi, bỏ vô xô nha. Đây con dế trống nha. Rồi, bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Để lên. Ờ, còn nữa không? Còn nữa không? Không rồi. Rồi đi tìm tiếp nha. Rình đi Kiệt ơi. Rồi các bạn ơi, hôm nay bạn Sòn với bạn Bin với bạn Kiệt đi bắt dế nha. Dế gái quá trời luôn, giờ mình đi tìm dế nè. Ờ, cái đó có không? Không có. Không có hả? Ở bên đây nó gái quá trời luôn nè. Ồ, đi qua coi thử. Ôi, cây này có không? Không luôn. Không luôn hả? Ở đây, cây này không có ghế. Đâu đâu Bin, cái gì đó hả? Cái gì? Gì đó hả? Có không? Không hả? Thôi im nghe, dế đây nó gái nè. Rồi rình lên. Rồi dế đâu gái vậy? Có không? Có không? Ê, quá trời á. Đâu đâu gì? Trời ơi, nguyên ổ dế nữa hả? Một con. Và con dế màu đỏ luôn, hai con. Đâu đâu đâu? Đâu? Trời, chui vô hốc cây khó thấy quá. Đâu? Ở một. Ôi, đây nè, đây nè. Wow, một con dế trong đây nè. Trời ơi, con dế bị chết rồi kìa. Ôi, con dế đó sao chết hả? Trúng queo trường nắng lắm. Trường nắng nó chết queo luôn á hả? Ở trong thì dế kìa. Đâu, đâu còn nữa không? Ôi, đó rồi, chụp nó, chụp nó. Chụp nó. Wow. Ở góc này nhiều dế vậy, mấy con luôn. Ê, còn con. Không, không, không. Đâu. Trời, một con chui vô hốc cây luôn rồi. Đó, đó, kìa, chụp đi ơi. Trời ơi. Wow. Đâu đâu con dế bự. Đây bạn Kiệt bắt được một con dế bự nè. Còn không Bin? Còn không có môi dữ à? Kìa kìa nó chạy nó kìa Bin, chụp vô. Wow. Rồi đâu con Bin hay quá, bắt được luôn rồi. Rồi còn nữa không? Còn nữa không? Con nữa hả? Trời ơi con Bin bắt được con với con nữa, hay quá. Rồi đi tìm con dế nó gái đâu nữa hả? Trời, nguyên một hang luôn nè, nguyên một hang luôn nè. Bin Sòn Kiệt ơi, nguyên hang dế luôn nè. Trời ơi, nguyên ổ luôn, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi. Ôi, rồi, chạy rồi hả? Trời ơi, Bin bắt nguyên một nắm luôn rồi. Wow. Ơi, hai con nó chạy ra đây nè. Ba con luôn, rồi chụp vô. Đây nè Bin ơi, nó chạy rồi, chụp, chụp. Để nó chống nha các bạn. Đâu, đâu? Dế mái nè. Rồi, một con dế mái nghe. Ờ, Bin có bắt được chưa? Chưa hả? Nó chạy đâu rồi? Chụp được chưa? Rồi, con dế nó chạy nhanh quá, Bin chụp không được luôn. Rồi, bắt vô, bắt vô, bắt vô. Chụp. Rồi, chạy kia, chạy kia. Thôi, chạy xuống lá cây luôn rồi. Rồi, được chưa? Được rồi hả? Ê, nè, 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 nè. Nè, chụp nó, chụp, chụp. Ê, đây, 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 đây. Nè, ôi, chụp vô. Rồi, hay quá. Rồi, bỏ vô xô thôi. Rồi còn không bạn Sòn? Còn quá trời luôn. Quả có con với con luôn kìa Bin ơi. Bắt với con vô. Đúng rồi. Có cần cái cây nữa hả? Ờ, con dế bạn Sòn làm nó bị xẹp luôn rồi. Wow. Trời ơi. Trời. Rồi hết rồi. Thôi giờ mình đem dế về nha. Còn nữa không? Còn nữa hả? Đâu dế gái đâu vậy? Đâu đâu đâu? Trong ủ nỉ hả? Có không? Quá trời luôn. Trời ơi, nguyên một ổ luôn nè. Rồi chụp Bin ơi, chụp. Trời ơi, quá trời dế luôn. Quá con dế màu đỏ kìa. Có dế màu vàng nữa hả? Quá con dế màu vàng đẹp dữ hả? Trời ơi. Quá trời dế luôn các bạn ơi. Rồi bắt vô Bin ơi.
Và ngay chỗ này Nguyễn ổ nằm im luôn nè. Hoàng dế đóng kìa. Rồi qua con dế này bị cục đá đè chết rồi. Hả? Rồi chụp vô nó bỏ quá trời luôn kìa. Giờ nó cây lên, giờ nó cây lên. Ôi, nó chạy kìa, nó chạy kìa. Chụp nó. Nó kìa. Đây 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 còn mấy con đây nè. Qua bốn thằng con luôn nè. Rớt rớt kìa, nó chạy chụp vô pin. Đây các bạn. Đây dế màu xanh lá cây nữa hả? Wow, quá trời luôn, reo con nấp đây nè. Đây một con dế trống này nè. Đâu rồi? Kìa chụp. Hay quá. Nó kìa. Đâu đâu? Dế nó nằm trong đây luôn hả? Qua wow, dế nằm trong cục than luôn nè. Rồi giọng ra. Con dế gì vậy? Con rầy á. Ôi, rồi dế nằm trong cục than không lấy ra được luôn rồi. Qua wow, đây các bạn ơi, bạn A Sòn với bằng Pin với bằng Kiệt bắt quy một thùng dế luôn. Rồi ra rồi kìa. Chụp vô. Hay quá. Rồi bây giờ mình coi lại dế nha. Còn không? Đâu? Trời, dế bò cây hả? Trời các bạn ơi, dế bò cây nè. Trời ơi, nguyên cây dế luôn. Rồi bắt vô. Đây một con. Wow, dế bò trên cây lạ dữ hả? Đây con dế màu đỏ kìa bạn Sòn ơi. Rồi bắt nó vô luôn. Đây dế màu đỏ nè. Rồi đây một dế màu đỏ nghe, bắt vô nha. Con bắt được con Pin. Nó chạy mất tiêu rồi hả? Đó kìa, dưới chân con kìa. Ở dưới chân Kiệt đó, ừ chụp vô. Rồi đây nè các bạn ơi, đây cho các bạn nguyên coi thùng dế luôn. Đâu còn không? Rồi hết rồi, vậy đem vô mình rộng nó nghe. Đem vô bỏ một chuồng đi. Con bò kêu á. Rồi đem về bỏ một chuồng nha. Đây nè các bạn ơi, bạn Pin với bạn Kiệt với bạn A Sòn đi bắt quá trời dế luôn đây. Quá chừng luôn á. Thôi đừng có đổ ra, nó chạy mất tiêu á. Nguyên thùng dế luôn nè. Đây. Ủa dế màu xanh này. Ê, trời ơi, nó chạy hết bây giờ, lụm vô. Trời ơi, chạy hết rồi. Bắt vô. Ê, tức quá trời luôn. Trời, bắt vô, lẹ lên. Ôi. Lẹ lên. Đây các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye đi Pin ơi. Bye bye đi Sòn ơi. Bye bye đi Kiệt ơi. Bye bye.